Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án Subbit. Đây là một dự án về nền tảng đăng ký di động đầu tiên trên thế giới, được hỗ trợ bởi mã thông báo SBT. Subbit sẽ cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi hầu như bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thành đăng ký, cung cấp một giải pháp thay thế mới và gây rối cho thanh toán trực tuyến và bán lẻ. Hôm nay dự án đang trong giai đoạn bán riêng tư và dự án thì sẽ còn 18 ngày, 10 giờ và 47 phút nữa. Hiện nay dự án thì đang được giảm giá 25%, giảm giá vào ngày 20 tháng 8. Hiện nay thì đang số tiền huy động là 2.350.000 SBT và số tiền đã huy động được đó là 70.000 SBT. Hiện nay bạn có các cách mới để chi tiêu tiền điện tử của bạn. Có thể tạo kế hoạch đăng ký riêng bạn và tận hưởng quyền truy cập rẻ hơn và những thứ bạn yêu thích. Bạn có thể đăng ký vào các cửa hàng, nhà hàng, lớp học, tổ chức từ thiện yêu thích và hơn thế nữa. Họ sẽ hỗ trợ fiat, tiền điện tử và mã thông báo SBT mạnh mẽ hơn. Hiện nay dự án này thì đang được phát triển cộng đồng, tham gia cộng đồng những người yêu thích đăng ký nhanh chóng trên bất kỳ mạng xã hội nào của bạn. Bạn hãy đi đầu trong cuộc cách mạng đăng ký này. Đăng ký theo dõi ở trên Mail, Telegram hoặc Twitter. Việc bán mã thông báo độc đáo sẽ được mang lại cho các bạn cơ hội mua SBT. Mã thông báo sẽ mang tính chất thúc đẩy nền kinh tế Subbit. Những người đóng góp sớm có thể được giảm giá đáng kể. Như là đối với chương trình, phần thưởng bán riêng sẽ trực tiếp liên hệ. Tiền bán trước thì sẽ được thưởng 25%, tiền thưởng mới sớm sẽ là 15%, tiền thưởng chính là 10%. Về giai đoạn từ ngày 20 tháng 8 sẽ là giai đoạn tiền thưởng bán trước, mùng 17 tháng 9 sẽ là đợt tiền thưởng chim non, phần thưởng chính bắt đầu từ ngày 29 tháng 10. Subbit thì đang làm cho đồng tiền điện tử có thể chi tiêu. Đây là nền tảng duy nhất của chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người giữ mật mã một lối thoát mới để có thể truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ. Với ứng dụng của Submit, bạn có thể tải xuống để sử dụng trên điện thoại, thêm phương thức thanh toán và khám phá một cái mới và sử dụng Submit ngay bây giờ. Các đối tác thích hợp Apple, PayPal, Wallet, Tripper, Visa, BitcoinTalk có thể truy cập tức thì vào nền kinh tế đăng ký phương thức thanh toán thay thế phát triển nhanh nhất. Giới thiệu mã thông báo với SBT. Ngồi ở cốt lõi hệ sinh thái của chúng tôi, mã thông báo SBT thực hiện chi tiêu thông qua phần thưởng đăng ký. Dự án này thì sẽ xa hơn chi tiêu mục đầu cơ. Bạn có thể truy cập vào nền đăng ký SBT chỉ dành riêng kiếm tiền và phần thưởng. Mã thông báo về hệ sinh thái Subbit, khách hàng, nhà cung cấp, token holder. Hiện nay thì dự án thì đang trong giai đoạn phân phối mã thông báo. Đây là phần khen thưởng và thanh toán 62% do đợt token sale, tư vấn 5%, team 20%, bounty airdrop là 3%. Đợt pre-sale bắt đầu từ ngày 20 tháng 8. Về phân bổ quỹ sẽ có 5% dành cho dự trữ, 7% cho ngân sách chiến lược, 8% chi phí pháp lý, chi phí hoạt động 15%, phát triển 20%, token marketing 8%, marketing là 37%. Việc tích hợp blockchain và thanh toán bán lẻ sẽ bị cản trở bởi tốc độ giao dịch, phí và khả năng mở rộng. Bạn có thể tìm hiểu Subbit giải quyết những vấn đề này. Có thể thay đổi cảnh quan đăng ký, nền tảng về hệ sinh thái Subbit hoàn toàn sẽ giải quyết nền kinh tế bán lẻ tiêu dùng. Doanh thu 47 triệu bảng với người dùng đang hoạt động.
Bạn sẽ có thể tìm thấy sự kiện ở với các thời gian như là tháng 6 năm 2018 ở London. Hôm nay sắp tới thì trong tháng 9 sẽ có đợt bật blockchain live tại Vương quốc Anh. Tháng 10 năm 2018 tại Anh với chương trình Pay Apple. Đây là ra mắt của dự án. Dưới đây là thông tin về đội ngũ của dự án. Ông Alex Davy, người sáng lập. Ông Andrew Taro, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành kiến trúc sư. Ông Martin Grillrap, giám đốc kinh doanh. Và rất là nhiều các thành viên khác của dự án và đội ngũ của ban cố vấn. Trên đây là những thông tin review về dự án Speed. Cảm ơn các bạn lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.